lợi thế sân nhà giúp Man City nhập cuộc đầy cởi mở trước West Ham. Tuy nhiên, những vị khách cũng cho thấy họ đang hưng phấn thế nào sau chuỗi trận thăng hoa. Antonio vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của West Ham ở hiệp đấu đầu tiên khi chân sút này thường tự tạo cơ hội cho bản thân bằng khả năng tác chiến độc lập cực tốt. Trong khi đó, Man City vẫn triển khai lối chơi bóng ngắn quen thuộc nhưng bàn thắng lại đến với họ ở một pha phát động bóng dài. Cancelo có pha chuyển hướng tấn công ấn tượng trước khi quân cơ đón bóng để truyền vào thuận lợi cho Gundogan lập công. Bàn mở tỷ số đến ở phút 33 nhưng lẽ ra Man City đã có thể ra nghỉ với lợi thế ít nhất 2 bàn nếu cầu dọc không từ chối pha dứt điểm của Mare. Tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà là kết quả của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Man City vẫn là những người chơi tốt hơn và nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát bóng. West Ham cũng rất muốn tăng tốc nhằm tìm bàn gỡ nhưng hàng tiền vệ đội chủ nhà đang giữ nhịp ấn tượng để khiến các pha lên bóng của đối thủ bị bẻ gãy dễ dàng. Tốc độ dần giảm xuống ở nửa cuối hiệp 2 khi Man City không còn quá thiết tha trong việc dâng cao tấn công. Thế nhưng, bàn thắng lại tới liên tiếp ở thời gian này. Đúng ở phút 90, Fernandinho đạp lòng hiểm quốc để nhân đôi cách biệt cho Man City. Nỗ lực của West Ham cuối cùng cũng được đền đáp với siêu phẩm sút xa của Lanzini. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để những vị khách có điểm mang về. Tỷ số chung cuộc, Man City 2-1 West Ham giờ 1-0, ghi bàn, Man City, Gundogan 33, Fernandinho 90, West Ham, Lanzini 90+4. Đội hình xuất phát: Man City, Ederson, Kunku, Diaz, Laporte, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Gundogan, Mare, Jesus, Sterling, West Ham, Fabianski, Johnson, Yama, Dawson, Redwin, Tise, Sauset, Masuaku, Fornan, Benrahma, Antono. Thông số trận đấu: Man City West Ham sút khung thành 8-3, thời gian kiểm soát bóng 69%, 31% phạm lỗi 76, thẻ vàng 2, không thẻ đỏ 0, dịp dị 4, phạt góc 8, cứu thua 2. Man City West Ham điểm Ederson 6-8, cường cơ 65, Diaz 66, Laporte 69, Cancelo 74, Bernardo Silva 68, Rodri 71, Gundogan 8. Bốn Mare 70, Jesus 65, Sterling 64 điểm, Fabianski 70, Johnson 68, Yama 6. Và Dawson 68, Redwin 63, Rice 69, Sauset 68, Masuaku 66, Fornan 69, Benrahma 6. Hai Antonio 61 thay người Fernandinho 69 thay người Bowen 60, Cao Phan 64, Lanzini 7. Ba đỏ, cầu thủ xuất sắc nhất trận đen, cầu thủ tệ nhất trận 4.